Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì quân đội Mỹ đã quyết định ký một hợp đồng với nhà thầu quốc phòng Northrop Grumman để mua tên lửa A.I.G.M.G.A với số tiền lên tới 165 triệu đô la. Số tên lửa mua mới thì sẽ được ưu tiên trang bị dành cho tiêm kích F-35 và FA-18. A.I.G.M.G.A -ER không phải là một tên lửa được thiết kế mới hoàn toàn. Nó là một phiên bản mới của tên lửa AGM-88 đã được sản xuất hàng loạt kể từ năm 1982. Loạt nâng cấp của AGM er bao gồm việc thay thế động cơ tên lửa đẩy và hệ thống đuôi nhằm tăng tầm bắn, duy trì các cảm biến và trang thiết bị điện tử. Với loạt thay đổi trên, khả năng mới của AGM er so với những phiên bản trước đó thì đã có sự khác biệt lớn, bao gồm tấn công chống radar với xử lý tín hiệu tiên tiến, và phạm vi phủ sóng được cải thiện rất nhiều. Phạm vi phát hiện mục tiêu thì rộng hơn. Để tăng độ chính xác khi mà tiêu diệt mục tiêu, ANCMER được tích hợp hệ thống kiểm soát mục tiêu có tên gọi là SCFM của Không quân Mỹ nhằm nâng cao khả năng chính xác và giảm thiệt hại phụ trong quá trình sử dụng. SCFM được trang bị một hệ thống định vị vệ tinh GPS cùng với thiết bị đo quán tính IMU giúp cho nó có khả năng tấn công chính xác mục tiêu dù cho bị tác động bởi mọi hình thức gây nhiễu như thế nào đi chăng nữa. Tên lửa chống radar cao tốc ARCM -AR và những phiên bản của nó là một trong những vũ khí quan trọng của không quân Mỹ trên chiến trường, giúp cho nó tiêu diệt hệ thống radar cảnh giới của đối phương, bảo vệ an toàn cho các đợt không kích của quân đội Mỹ trước những hệ thống phòng không của kẻ địch. ARCM -AR sử dụng hệ dẫn quán tính ở pha sữa và đầu tự dẫn radar chủ động tại pha cuối. Nguyên lý chung của loại vũ khí này là bám theo cánh sóng radar để đánh vào đài anten máy phát. Với tốc độ cực cao, kích thước lại nhỏ, ARCMIA -E là bài toán khó đối với những hệ thống đánh chặn của đối phương. Và chuyện vô hiệu hóa phòng không đối phương sẽ dễ dàng hơn nhiều với không quân Mỹ khi mà tiêm kích tàng hình f 35 a thì chính thức được trang bị dòng tên lửa ARCMIA -E này. Dòng tên lửa này thì có tầm bắn vào khoảng 200 km dù những thông số nêu trên cực kỳ ấn tượng nhưng đòn tấn công chống radar của Mỹ khi có F-35 kết hợp với dòng tên lửa AICMIA thì vẫn khá kiêm tốn khi so với Nga. Dù đó chỉ là tiêm kích thể thứ tư hai cộng Su-35 khi dòng chiến đấu cơ này tích hợp với tên lửa Kh-31PD Kh-31PD đơn giản hơn là AICMIA đầu tự dẫn chỉ có một máy thu sóng vô tuyến thu động băng thông rộng nó cũng bắt được tần số trôi của radar đối phương nhưng mà sức công phá của chính tên lửa thì lại mạnh hơn nhiều. Cự ly bắn của nó lên đến 250 km. Chính vì thế nên tên lửa có kênh điều khiển bay quán tính. Tốc độ tối đa trên Mars 3. Tốc độ này được đảm bảo nhờ một động cơ phản lực phụ thẳng. Khối lượng đầu tác chiến cassette, tức là nổ mảnh, là 110 kg. Tên lửa này được trang bị cho hai kiểu máy bay tiêm kích mới nhất của Nga là MiG-35 và Su-35S. Rõ ràng là trong trường hợp này, khả năng tàng hình của F-35 không phát huy được thế mạnh nếu nó so sánh với Su-35S khi mà làm nhiệm vụ chống radar đối phương. Thông tin trên là ý kiến của các chuyên gia phân tích quân sự về không quân, nhưng ở một lĩnh vực khác, đó là khả năng xuyên giáp của đàn chống tăng thì Nga lại bị đánh giá là kém Mỹ rất xa. Khi có ý kiến cho rằng M-829 của Mỹ mạnh hơn là đạn thanh xuyên mới của Nga, cho dù là dòng đạn thanh xuyên mới và mạnh nhất của Nga, nhưng 3 bm 60 Svinets 2 thì vẫn thua M829 của Mỹ được sản xuất từ năm 1992. Theo trang Defense Update, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga, Sergei Abramov đã giới thiệu về hai loại đạn xuyên động năng thế hệ mới trang bị cho pháo nòng trơn 125 ly. Đó chính là 3BM-441 Mango cùng với 3BM-60 Vines 2. Hai loại đoàn xuyên thế hệ mới này bảo đảm cho việc tiêu diệt mọi xe tăng, xe bọc thép trong tầm bắn hiệu quả của xe tăng chiến đấu chủ lực. Cự ly thì lên tới 2.000 m. Cụ thể, kết quả thử nghiệm cho thấy tại cự ly 2.000 m và góc chạm 60 độ, đạn BM-42 Mango đời cũ xuyên được 230 ly. Con số này ở 3 BM-441 Mango là 280 ly, còn 3 BM-60 Vinex 2 là lên tới 300 ly. Trong chiến lược xuất khẩu, đạn 3BM441 Mangal sẽ được trào hàng cho các quốc gia đang sử dụng các biến thể T-72, T-90 thế hệ cũ, còn 3BM60 Vines thì dành cho T-90S sản xuất mới hay T-90MS và T-90ProV V3. Mặc dù người Nga tự tin về khả năng của vũ khí mới mà mình vừa giới thiệu, tuy nhiên mà khi đặt cạnh sản phẩm tương tự của Mỹ là đạn xuyên động năng lưới cỡ là M829 Silver Bullets thì khoảng cách vẫn còn khá kiềm tốn. Ra đời năm 1992, để trang bị cho pháo nòng trơn M256 trên xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 và M1A2 Abram. Trong gần 30 năm, đạn M829 đã có khá nhiều phiên bản nâng cấp dành cho năng lực tác chiến vượt trội mọi đối thủ cạnh tranh của nó. Bí quyết tạo nên sự khác biệt và năng lực chiến đấu ưu việt của đạn M829 đó chính là nòng pháo M256 cỡ nòng 120 mm của Mỹ có khả năng chịu áp lực cao hơn là 2A46-125 ly của Nga. Nó khiến cho động năng và sức xuyên của viên đạn đạt tới một mức khủng khiếp. Bên cạnh đó, Mỹ còn là một quốc gia đi tiên phong trong việc sử dụng vật liệu uranium nghèo, tức là đạn DU, để chế tạo thanh xuyên. Trong khi phải tới gần đây thì Nga mới áp dụng trên đạn 3BM-60VNES-2. Theo kết quả thử nghiệm, phiên bản đời đầu của đạn xuyên động năng M829 có tổng trọng lượng 18,6 kg, nó sử dụng thanh xuyên DU dài 627 ly, đường kính 27 ly. Loại thuốc súng đặc trụng của nó là CA2 với khối lượng 8,1 kg. Khi bắn đi từ pháo chính M256 cỡ nòng 120 ly của Satan Abram, sơ tốc đầu nòng của đạn M829 đạt tới một con số, tức là vào khoảng 1.670m trên một giây, tầm bắn hiệu quả lên tới 3.000m và sức xuyên đạt 540 ly tại cự ly là 2.000m cao hơn hẳn là 3 BM-60 Vines 2 của Nga. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.